muốn người rõ tâm từ bi, cho nên Phật bảo con đi khuyên đời đem thanh danh. Dùng lời nhiễm nhạc nghi khách thường trần bất đắc chân ngôn. Riêng con tâm đạo thường tồn, với người cũng ráng gọi hồn nhớ tu. Kỳ quy nhất dễ đâu kiếm được, khuyên trẻ nên trao chút tinh thần. Chừng nào đến quốc an dân, người thương người thấy thương thân mới rồi. Con ơi, nếu còn người giống bồn, riêng lợi danh riêng sống cá nhân, vẫn còn có cuộc tranh phân, ấy là vốn tánh phàm trần xưa nay. Kim cổ đã bao ngày luân chuyển, do tâm trần suy biến gây ra. Lần này cũng chẳng còn xa lập công ơi, trẻ kẹo mà hút đi, cuộc sai đến cực kỳ khốc liệt. Chúng sanh cần chướng phước cho cao, con ơi nếu chẳng ba đào thuyền từ đâu nhọc công vào biển mây. Chớ rời khách hãy kề bên khách, ni rước nhân gian nam bắc kéo chìm. Dù sao cũng chớ ngồi im, nếu còn có kẻ đắm chìm sông mê, không riêng để mình cày sen bao. Muốn cho ai cùng đau tây phương, lánh đi cuộc tạm trần dương, cùng nhau hiệp lực mở đường dài lâu. Nơi cõi tạm thiên sầu gián khổ, người tự làm nào có ai gây. Muôn điều bởi một chữ sai, khiến cho sanh chúng đọa đài chung thân. Con ơi chúng hỏng trần mù mịt, bị lợi danh phụ bích chân linh, khiến cho hầu hết chúng sinh quên tìm kim lôi cứu mình khỏi mê. Tự mê đã chưa hề tỉnh giác, còn làm khốn dẫn dắt người mê. Đường mê thêm nổi dọc về gây thành cái thứ bệnh mê lưu truyền. Kẻ đã thức nhớ khuyên người tình, đuốc lên cho cảnh sáng ra. Ở trong tim não người ta nhiễm màu, có đủ ráng mà phát minh. Chớ để đến thủy sình mất xác, lỗi công sanh phi mất một đời. Một khi để kiếp qua rồi, muốn tìm trở lại làm người khó thay. Làm người được là mai muôn thở, cũng là do xưa có nghiệp lành. Bây giờ nếu biết tu hành, tất là sẽ được trở thành Phật tiên. Con ơi hãy nhớ khuyên sanh chung, Phật thích cá xưa cũng là người. Quyết tâm lánh bỏ tệ đời, đem thân sanh tử đổi nơi niết bàn, dứt bỏ cả ngai vàng điên ngọc. Hy sinh luôn vợ đẹp con cưng, một lòng hành đạo xa thân diệt chi cũng bỏ, chỉ cần từ bi. Thương sanh chung diệt chi chẳng hoàng, tìm đau màu tánh mạng xem thường. Nhờ lòng đầy đủ nghị cương, Thích Ca đắc đạo danh dương khắp trần. Tu một thuở cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình còn vớt mẹ cha. Thuyền to một chiếc sấm ra, tất nhiên chở hết
cả nhà xuống đi, dấu Phật tổ đã ghi rõ lắm. Chơn chúng sanh cần bấm đi theo, muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chứ nên đeo lòng tà. Muốn việc đã nhiễm qua khó bỏ, cố bỏ đi dù có mất công. Ban sơ khó tỉnh được lòng, nhưng đừng thối chi cuối cùng sẽ nên học đạo lớn. Phải bền chí cả muốn quả cao cần có công dày. Thích Ca chân quả Như Lai cũng nhờ chí cả công dày mà nên. Phật thành được chúng sanh thành được, thanh giới phàm chỉ một bổn lai. Khác nhau kẻ tình người sai, chứ ai thì cũng như ai đủ hình. Tội chính bởi tại mình gây tội, mê cũng do mình gọi hết mê. Phật đi Phật biết đường về, mình đi mình lạc ngu mê tại mình. Kẻ bị cảnh sanh tình phàm tục, người cố tâm gây cuộc hỏng trần, càng mê càng bước xa dần, càng gây nghiệp chứng càng đần độn lung. Biết ác mộng phải bừng tỉnh dậy, thấy lắm đường thì chạy mau ra. Nếu tâm còn chút giận và mong sầu thêm nặng, lầm xa càng nhiều, tu phải tỉnh là đều trước hết. Học phải hành là việc đầu tiên, ham chơi nên mới thành ghiền, tự lòng trói buộc tự nguyện gỡ ra. Lẽ siêu đỏ Phật đà chỉ dạy, nghiệp dữ lành người phải tự lo. Tự mình ăn mới được no, bắt người khác thế ăn cho thị lầm. Mà thiếu hạnh phải tự làm lấy hành, chưa biết tu tự tánh lo tu. Chuyện thân từ sâu quá cù, mình tu không được ai tu cho mình. Người với con đồng sinh cõi tạm, con với người đã nặng nhân duyên. Con thiền ráng độ người thiền, bỏ người đi xuống mình lên sao đành. Học Phật phải rộng tình tế độ, nói Pháp cần phá bỏ chấp tâm. Phật riêng tế độ Phật lầm, Pháp còn có sự chấp tâm Pháp. Bà mẹ nuôi con xót xa chẳng nề, Phật độ người đâu kể công lao. Hai tâm hồn rất giống nhau, mẹ giàu tình cảm, Phật giàu tình thương. Tình yêu con đem đi yêu chúng, tâm lo tư để dụng lo công. Tất nhiên cùng Phật một lòng, tội không thể có, mê không thể còn. Mẹ ăn chỉ cho con ăn nay, Phật thành mong vạn loại đều thành. Lòng nguyện độ tử độ sanh, tình đời đâu sanh kiếp tình từ bi. Mẹ yêu con quản chi đẻ chừa, Phật thương người đâu xa tự sanh. Niết bàn là chúng an lành, lâm phàm độ chúng không đành ngồi yên. Người tưởng Phật muôn thiên có một, Phật nhớ người giờ phút không quên. Khi nghe có tiếng khóc lên, thì lòng Phật tự như tên bắn vào. Thời mạt Pháp tà cao hơn chánh, bụi hạ quân ít thánh nhiều phàm. Cho nên nạn ít bao hàm, mắt từ bi thấy đâu ca mới ngồi nhìn.
Cậy sức mạnh chúng sanh gây hòa, ý tài cao thiên hạ khởi binh. Giết người người giết lại mình, càng xem càng bắt động tình từ bi. Quá thông thái người khi trời Phật, lắm văn minh chúng miệt quyền cơ. Khi trời trời phạt bất ngờ, miệt quyền cơ bị quyền cơ trị chân. Triệu ức năm qua từng thế đó, chẳng phải là mới có đây đâu. Tiêu tan trên mặt đĩa cầu muôn lần rồi, chứ phải đâu một lần. Núi nổ khắp xa gần đều cháy, nước tràn đầy khôn dãi cũng trôi. Tranh đời mỗi một lần bôi, cỏ cây đều sạch thu người đều tiêu. Cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to mà liền trứng gà. Chúng sanh thử tưởng tượng ra, kiến kia xong chết trứng gà nát không. Kỳ đại hạn cũng đầm cảnh ấy, khi tẩy trần trong thấy hải kinh. Thấy bèo xác bọt linh đinh, diều tha hoa xe chúng sinh tử nàng. Trời heo mắt gà vàng cùng dân, đất châu mài thó trắng bạc tinh. Nhìn vào đại nạn chúng sinh, quỷ thần còn phải thất kinh vía hồn. Thật ra việc sanh tồn thì chót, tài không hơn nơi đức ơi con. Đức tuy không thấy mà còn tại coi rằng rộ mà mòn như cưa. Cột giới beo tranh nhau quay dùng, bãi nát mình thắng cũng cần thân. Người tám lượng kẻ nửa cân, chung quy ai cũng rã thân tiêu hồn. Kẻ tự cho rằng khôn mà dài, người bị coi là giải lại khôn. Tài tiêu còn đức thì tồn, đó là chung kết của môn đấu trần. Cuộc thắng bại phải cân nhắc kỹ, nếu tồn vong cần nghĩ suy rành. Phải mau bỏ giữ dễ lành, dù không tôn giáo cũng hành thiện lương. Lành chẳng khác bồm trương thuận gió, giữ như là cháu nhỏ trong xe. Tu hành giết cả ráng nghe, đời này hung dữ chỉ là giết thân. Con ơi mắt người xưng tài sức, phần con nên chủ đức là hơn. Đức sau trước cũng vì nhân, tại thường trước đức sau thân là nhiều. Tài không đức chỉ chịu khổ quả, đức không tài chỉ gá tai ương. Tài thêm có đức động tương khác, nào rầm được mây dương lấy mình. Có tôn giáo phải gìn chánh đạo, không thần quyền cũng tạo hiếu trung. Ở ăn đạo nghĩa bất tùng, khác nào cá nọ mà chúng vô lờ. Mỗi việc ác mỗi tờ giấy nợ, thân nay chưa thì đợi thân sau. Dài bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Thời mạt pháp trả dài rất chông, kỳ hạ quân chết sống lẻ thay. Đời xưa trả bao thị chày, đời nay trả bao một giây nhãn tiền. Tiên qua bước quần nguyên trần tục, thánh lộng đường giây phúc phàm phu. Tu hay là chẳng có tu, bể ngoài không kể chi tu tâm hồn. Tâm giác được phàm nhân qua thanh, tánh mê còn tiên dính hồng trần.
thân trầm tự xử lấy thân, lấy câu nhân quả định phân khỏi lầm tự xét mình. Khởi tâm thiện ác, tự xét mình tạo tác hung hiền khỏi cần hỏi ý thần tiên. Tự mình cũng biết nghiệp duyên thế nào, ăn chanh muốn ngọt ngào không được. Làm dữ mong có phước khó thay, một cùng với một là hai, chồng chi hưởng nay xưa nay không lầm. Con thương chung khóc thầm đòi bữa, Phật nhìn đời bắt ứa lắm vàng. Mười người hết chín người gian, ngoài đời đã chán còn loan trong chùa. Đạo đức chỉ là khua ngoài miệng, tu hành không một chuyện trong lòng. Kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nháy ông chủ nhà. Nói thông thái kể ra sao hết, làm trái ngang chẳng việc nào xong. Đáng thương cho kẻ tốt lòng, bị người lừa gạt mà không biết gì. Đến như Phật từ bi vô hạn, cũng bị người giả dạng tăng ni, làm cho sanh chúng ngờ nghi. Cửa thiền văn bóng đạo nghì lãng tâm. Con ơi đạo thầm thấm via diệu, chung luôn công quấy nhiễu không tan. Chỉ thương cho khách trần gian, bị lòng ngờ giật chẳng đang từ bi. Lòng qua vốn kỳ thi công đức, hạ nguồn là chính lúc chọn lừa. Lạnh thì làm giữ nên chừa, thiện tồn ác thất thiên cơ định rồi. Núi cao giúp bỗng trôi thành biển, biển sâu hồn lại biến non cao. Ruộng khô tức khắc sông hào, sông hào nháy mắt biến dạo rừng sâu. Cuộc thay đổi lời đâu nói càng, nguy cơ nhiễm màu biết dẫn sao cùng. Từ bi với kẻ hiếu trung, an tâm nhờ Phật hộ tùng ngày đêm. Giữ ráng bỏ chứ thêm việc dữ, lành nên làm thêm sự hiền lành. Tồn sanh sẽ được trường sanh thượng nguyên, trở lại thấy bình an vui. Con ơi khi thấm mùi đạo hành, như rồng kia thêm cánh nhẹ bay. Đời thay mình chẳng hề thay, cùng chân Bồ Tát Như Lai động thiền. Ngày mau thành bởi lành duyên kiếp trước, sớm nên do trưởng phước hiện nay. Cô công lượm lặt một ngày, được nhiều hơn cả bỏ hoài suốt năm. Trước không biết sao tầm sẽ rõ, xưa chẳng tu nay ngộ thì thành. Giữ xưa nhưng hiện nay lành, lành con chứ giữ tan tành còn chi. Xưa lành nhưng nay thì làm giữ, giữ còn ra lành sự đâu còn. Khác nào nhà mới sơn son, châm dầu đốt rủi chỉ còn đống than. Lành ráng làm lành toàn chung thì, giữ chớ theo giữ chỉ cũng đường. Giữ lành vốn ở tâm dương, chủ tâm chớ để vào đường ngục môn. Hồn chủ xác là tồn tại mày, xác chủ hồn là hoại diệt luôn. Chiều theo sở dục ngông cuồng, chỉ mau quỷ kiếp vô thường ít chi. Lấy thần trí chỉ quy thể xác, thể xác không dẫn dắt nương tà. Học theo gương Phật Thích Ca, lấy thần trí đạo thắng qua dục trần. Đời tàn lấy nhầm cơn quái diệt,
kiếp tam còn gặp dịp sai sàng, mười phần hết chín phần tan, một phần còn lại toàn vàng với châu. Không cánh mà bay đâu cũng tới, ngồi một nơi thế giới xem cùng. Giả chân lắm sự lạ lùng, Phật ma khó biết rối tung lầm người, quá vật chất bị đời ám ảnh. Yếu tinh thần bị cảnh cuốn lôi, chung quy chẳng diệt não rồi, chỉ làm đau khổ cho đời nhiều hơn. Răng mở trí để cân giả thiệt, nhớ bình tâm xét việc chánh tà. Đợi nhiều khôn khéo quỷ ma đụng đâu, tin đó thì là lầm to. Học khôn quỷ thường lo việc quỷ, giữa tánh phàm chỉ nghĩ thân phàm. Bảo thân phàm đủ cách làm theo khôn quỷ thân phàm mau tiêu. Được giải thoát là điều hơn hết, còn luân hồi phải chết chóc luôn. Luôn công bọt nước đóng khuôn, giả thân kết cuộc cũng quần giả thân, phải tỏ ngộ đường trần mới dứt. Được hết mê bến tục mới rời, mê là gốc khổ con ơi, còn mê thiên hạ chưa thời nào vui. Bởi mê mới làm tôi thị dục, nếu ngộ đâu tùng phục lẫm tà. Dục tà đều tại người ta, dục là thông khổ, tà là trầm luân. Dục thường vì xác thân khởi xương, tà thường vì giống tưởng gây ra. Cả hai đều thứ mắt lòa lợi, gần thì thấy hại xa không lường. Gần dứt thở trên giường chưa biết, bảo vợ con nối tiếp đường lầm. Vì tình mà thọ cảm tâm vợ con, rồi cũng lũi lầm theo luôn. Nghiệp cha mới vừa buông con bắt, hết cháu rồi lại chắc nối truyền. Cứ như thế đó lưu liên, gây nên một khối thảm viên nhiều đời. Cha mẹ chết con rơi nước mắt, con chết thì cháu chắc khóc ròng. Vợ con chan chứa vì chồng, chồng vì vợ đôi dòng lệ rơi. Nước mắt ấy từ đời vô thì, bốn biển to đem dí không bằng. Sanh ly tử biệt vô ngần, dĩ oan đáng sợ nở trần đáng ghê. Vạn sự bởi ma mê dẫn lối, trăm việc do quỷ tối cầm đầu. Giác xong mê nó còn đâu ngộ, rồi tối ấy bị thâu mất liền. Trong tâm khởi dữ hiền phải biết, lấy trí phân hư thiệt cho rành. Nếu đều tà niệm còn sanh, tự mình trừng trị táo thanh lẫm minh. Hành đạo phải tự tin đầy đủ, tham thiền cần tự chủ hoàn toàn. Giống trận vừa mới thoáng ngang, trận ngay chớ để lan tràn trong tâm. Chừng nào cánh hết làm tâm loạn, khi ấy tâm đã đoạn cánh trần. Chánh tạ đều được minh phân, nhưng đừng để tánh ngã nhân chen vào. Tâm cảnh chẳng còn màu hỗn độn, mi tà chánh không xáo trộn trong lòng. Như là vật giới hư không, tự nhiên ánh sáng đại đồng bừng ra. Con ơi Phật Thích Ca đắc đạo, bị ma dương khảo đạo lắm lần. Nếu tâm còn chút vọng trần, tất không đạt được quá phần Như Lai. Ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xiến ít. Người tâm như trong giữa trời Phật,
thì một niệm còn mười niệm ma. Các việc sâu nhớ ra trước nhất, kể tại chân buồn bực mỏi mê. Rồi ma buồn ngủ chạy về Phật, quên niệm đến khói mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho. Khác nào nồi gạo mới do bắt lên nhắc xuống, bao giờ chính cơm mục đích việc sớm hôm niệm Phật. Là để cho chấm dứt niệm tà, chỉ còn một niệm Di Đà để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Có thật cảm Phật ngài mới ứng, niệm lờ là Phật chứng vào đâu. Ví người đã rớt sông sâu, không cần kêu cứu ai hầu cứu cho. Niệm Phật chẳng béo nó chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên. Chúng sanh muốn Phật dứt lên, cho nên mới tưởng niệm tên Phật ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin, Phật thêm đồng tâm bi tình như là mẹ thấy con mình lắm tay. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Chỉ là một niệm trọn lành cũng là được Phật nhân hành đến nơi, hoặc chẳng niệm một lời chi cả. Nhưng thường hay có giả từ bi, trần ai chẳng nhiễm vật gì, cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Người tự độ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi lại gió thuận chiều. Đường về chống biết bao nhiêu, được hay sức độ máu siêu phạm trần. Tuy có được tinh thần bác ai, cũng nhớ nên tượng giấy Di Đà. Kỳ này có Phật ấy qua rước về Cực Lạc ngồi tòa Kim Liên. Cõi ấy chẳng não phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên. Muốn chi thì được có liền, thân người nào cũng bằng sen hóa thành. Cõi ấy vốn trọn lành trọn tốt, cõi ấy không ai chết ai già. Thường ngày có Đức Di Đà dụng thần thông hóa hiện ra muôn hình, người nào cũng quanh mình đều sáng. Ai cũng đều viên mãn thần thông, đường xa muôn dặm tây đông, nhưng đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người coi ấy thường trưa mỗi bữa, đi cúng dường Phật ở khắp nơi. Đi về trong buổi ngõ thời, người nào cũng muốn thỉnh lời Như Lai. Nên ai cũng đồng giai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hạ quân kẻ phát tâm tu cầu, về Cực Lạc là đầu nhập môn. Mới cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải giả lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùng mà chẳng ố quen mùi bùng. Cõi lành kẻ dữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về Cực Lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào. Lá dạ thì trước sau cũng đổ, để lá non thay nở trên cành. Hết đời trước kế đời thanh luật, đạo thái ấy đã dành từ lâu. Thuở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu.
người nào cũng đất sống lâu an vui chứ chẳng khổ sầu chi đâu. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh, nhỏ lần cho đến hiện tình lòng người qua xấu địa hình qua dơ. Đến lúc phải ban sơ lập lại, khó tránh ngày có đại biến gì. Chính là cũng một cuộc thi, ai rơi ai đậu trong kỳ này đây. Đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới, rước hiền nhân thế giới ta bà, đem về cực lạc Di Đà, dứt đường sanh tử lánh xa hồng trần. Ba tánh nhớ tu thân lập hành, nam nữ cần cái chánh chữ tà. Lóc lừa trắng ngay nổi ra, có thần che chở cho qua tai nạn. Thiếu đạo đức sắc gan cũng chạy, thật hiền lành bới cải không trôi. Luật kia đã định sẵn rồi, lạnh thời tồn tại giữ thời tiêu tan. Ngoài pháo đốt tất gian tiếng nổ, quả gây ra thì khổ hại thân. Cũng nên xét kỹ xa gần, cho hồn khỏi đọa cho thân khỏi đài. Hồn bị đọa khó khai ngộ được, thân bị đài khó vượt lao lung. Dẫn nhau đi tới đường cùng, thân trầm thêm tội, hồn trầm thêm mê. Thế thảm rồi rồi kế thế thảm tới, ma cũ đi ma mới hiện vào. Lúc nào biển cũng sống sao, chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên. Phần lớn bị bạc tiền mờ tri, ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bác làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng không cần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bác tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người ừ. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm vinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, mà nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời. Đem giúp đỡ cho người chẳng mất, cứ bo bo giữ cất không còn. Vật mòn biết dụng không mòn, tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ gia danh. Gái thì ban mất tiết trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bốc chết tình thương, mà không sáng mắt bởi dương động tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri.
nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bát tiền đâu làm khổ được ông, mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thi khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa, dùng tiền như hạn cho mưa biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, ngài cũng tình cũng cảm như ai, thế mà ngài chứng Như Lai nhờ lòng bố thí, nhờ hay nhân từ. Phật làm thế này người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiện tài, chớ để nó sai khiến mình ai có của. Bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chứ cay đắng lòng. Nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già, giàu đừng quên bố đức thi ân. Có dư chứ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đâu khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Tiên với tục dính liền mặt cay, để vậy phạm lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đâm tiền, người lo quần chung kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thể thôi đâu khó, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào, thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mọi người nên lấy sức của mình. Phàm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng sanh ra. Biết tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu làm việc quay cũng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét, trong mười điều không biết chín điều. Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mươi. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm, phải cần hỏi lại lương tâm xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân. Nên tìm hỏi bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng. Lỗi với người khó
có toán chuộc tội lỗi với mình xưa cái dễ đâu. Lỗi thân thân chịu giải dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê mang, thân lao khổ bất an trong già. Lòng âu sầu thân thể mòn hao, không âu sầu chẳng khổ lao, lòng đừng để một phút nào rời thân. Phải tu luyện tinh thần sáng suốt, cần dưỡng nuôi hạnh đức đủ đầy. Cây công uống mãi cũng ngay, người hư mây cố sửa hoài cũng nên. Học hỏi vốn là nền tri thức, sách kinh là cái nút tâm linh. Cần học hỏi đọc sách kinh giúp cho sức hiểu của mình rộng ra. Lành kem trí như nhà thiêu cửa, hiền mà ngu như ngựa cái mù. Hiền minh chớ để hiền ngu lạnh, thì lành trí chớ tu xuống lành. Tu có hành gia danh châu báu, tu không hành tiếng nhạo đá chai. Tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu. Chớ học nói ít câu hán từ, tự cho mình hay chữ lá lầm. Chữ đâu nghĩa đó cho thâm, chữ không hiểu nghĩa như câm khác nào. Đức không tài như dầu thiếu lửa, tài thiếu đức như ngựa không cương. Đức tài có đủ hai phương, lửa dầu gồm đủ ngựa cương sẵn sàng. Đạo có hạnh mới rằng học đạo, tu không hiền ai bảo là tu. Cửa thiền nay quá mờ lu, do người giả đạo dối tu phần nhiều. Đạo không hành là tiêu diệt đạo, tu làm hung là đạo ngược tu. Mù còn có thể hết mù, tội lường gạt Phật dễ dầu gì tiêu. Tội vô ý còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình luật sự không tha. Nếu tu không được thì ra, chớ mưu lấy đạo làm nhà buôn dân. Tạo ngu dại hướng phần ngu dài, làm ác gian lành cây ác gian. Chạy trời sao khỏi nắng chán, hại người mù tất phải mang kiếp mù. Thù người bị người thù khó trốn, tổn hại người người tổn hại mình. Nhân nào quả nấy công minh, người trong hạ giới chớ khinh lưỡi trời. Con ơi Phật lập lời nói trước, đời hạ quân vô phước thì nhiều. Nghiệp mê không những khó tiêu, hòa sầu trái lại dễ chiếu vào mình. Việc trả bao đất nhanh khó tường, sớm gây thì chiều hưởng không lâu. Thần minh tuy chẳng thấy đâu, nhưng mà mọi việc đều tâu ngọc hoàng. Tội đền tội bát vàng khó chuộc, phước thì là gặp phước khỏi lo. Công bằng ngọc đế cần cho, mãi lòng không lọt chớ lo sai lầm. Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lội, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết
rất nhanh phàm gian chớ có vọng sanh điệu ta, điều tà mắc vô là chỉ nghi. Sống cũng làm tâm trí lu mờ khởi ra ý xấu ban sơ diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm. Dòng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn, cũng không hề được thấy ra bị tâm dòng nó làm lòa mắt đi. Tâm dòng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt dòng tâm, như ôm rắn độc mà nằm thân kia không biết hòa lâm. Lúc nào tâm vọng dứt mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, vì đó sáu đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lười biến mỏi mê. Thấy trong đầu óc nặng nề ấy là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó thì đạo tâm từ đó lần phai. Đến khi tới trước Phật đài mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì, thờ Phật là biểu thị lòng tin. Lòng tin càng được chắc dình càng cao, đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Tin tưởng mạnh tất bền ý chí, ý chí bền thì dĩ quả nên. Không tin thì chỉ không bền, không bền chí sẽ không nên đảo màu. Em biết càng khó càng sâu tin tưởng. Tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu, tin là thứ phép cao siêu sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà. Tin tưởng Phật thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tình đối với người ta rất nên quan trọng, lửa mà tin theo. Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng. Chánh đường khi thấy rõ ràng, chừng đi sẽ đắc lòng vàng tin theo. Tin dễ dãi thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần. Dễ tin tất tâm thần dễ đồng, dễ động tâm dễ mong sự trần. Sự trần dắt được tâm thần khác nào như bị thọt chân vào cồng. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặt trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân tâm hồn, cứ thế mê dần đi thôi.
mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lệ thuộc xác thân. Lấy quay ở giữa ngục trần lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu, giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ. Chủ cũng lo mà tớ cũng lo, những người chức trọng giàu to vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tôn của người công, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư, lo đến chết không như ý được. Hết muốn này đến lượt muốn kia, mồ hôi nước mắt đầm đìa, mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa. Kẻ được sớm thì chưa lại chết, người chiều nên bỗng mất sớm đi. Lúc còn trẻ lại ngu si chừng thông minh, được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cành, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc nuối giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần. Nên sau khi đã bỏ thân đi theo nghiệp mấy chuyện luân lại liền, nghiệp lôi cuốn như ghiền bánh rượu. Khi thèm không ai rủ cùng đi, hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ, trước cũng bởi vì nhớ bận thế. Nay mới rơi trong bể hỏng trần hiện thời, nếu chẳng tu thân sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mong dày đã tạo, mà trí ngu bằng phu khác nhau. Nhưng dù khôn dại nghèo giàu, vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời, những cái khổ hồi thời quá khứ. Người đã quên thành thử không ghê, thật ra là một chàng mê từ hồi vô thị kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm. Lúc người lúc thú làm nham, kể sao hết cuộc thân trầm tiền thân. Khi thì phú khi bằng tốt hàng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm. Khi ngói gạch khi lá rơm, lúc thì quan tương lúc làm tù nhân, kiếp thì bị kéo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chống cẳng ra quay, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tông tán chặt ngoài chặt trong, khi thì xác trôi sống chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng, kể sao hết chuyện não nồng của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chưa, kiếp làm trai con vợ đùm đề. Khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng, có khi bị cùi phun sủi bài. Có khi thì điên dại mù câm,
sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố xin ăn qua ngày có kiếp bị bọn trai lừa gạt. Có kiếp thì bị thác vì tình, kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung. Khi thì được anh hùng giáng dồi, khi thì mang lấy tội phản thần. Lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi. Kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày mới cười cây khóc chua cay. Cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Như lời nó vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày. Không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàng tả tơi. Nghiệp dâm đản sanh nơi địa điềm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu. Nói sơ kệ chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kê kiếp sau làm bạn làm chồng luân hồi lộn bẫy cõi hồng. Khi cha khi mẹ khi chồng khi con, mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh, thì nợ trước yếu tồn lại sau. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sanh còn kết dây oan. Ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hại người thì số vô biên. Tranh hơn ở kiếp hiện tiền, quên rằng tội ác còn truyền hậu lai. Danh không tranh chỉ gây hậu hoàng, lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài. Vui nay để chịu khổ mai, mà không nghĩ đến đời nay nhiều người. Nay đắc thế chê cười hèn yêu, mai thất thời phải chịu cười chê. Đời thường nay tướng mai hề, cho nên hiếp đắp nhúng chày một ai. Lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ, khi giàu đừng quên thở bằng cùng. Ở ăn giữ mực trung dung, sống không kẻ oan, chết không người hờn. Kẻ đã hiểu đâu chân đâu mì, khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không. Chưa làm chỉ tính trong lòng, cũng là ảnh hưởng chứ hồng tính gian. Thường nghĩ tốt có thần phúc hậu, hay tưởng rằng bị quả thần theo. Quả thần theo tất nạn eo, được thần phúc hậu thì tiêu tai nạn. Lòng giả ác có màn tôi phụ, tâm tánh lành có lưới sáng bao. Mắt thần khi ngó nhìn vào, tức thời biết rõ người nào hiền hung. Màn tối phủ ma nung quỷ dục, lưới sáng bao thần chúc Phật ban. Quỷ ma nung dục thì tàn Phật, thần ban chúc thì an lạc đời. Lòng lành giữ lộ nơi chân tương, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muốn mưa phiền, thì là ngoài mắt
cũng liền kéo mây, phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết. Thánh xem còn thấu triệt đáy lòng tâm không, mà chẳng phải không mười phương chư Phật đều trông thấy rành. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc thu lúc người. Ấy là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Tâm vọng ấy nếu còn vọng mãi, thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Vọng tâm nếu được lặng ngưng, phàm thân trở lại thanh nhân tức thời. Gốc tâm vọng gió nơi cảm nhiệm, thói quen ưa đã chiếm trong lòng, lúc nào cũng muốn cũng mong, trong tâm đâu có vắng không lúc nào. Thường vì quá ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành giấc chiêm bao. Lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chiêm bao lỗi lầm, khi người để vọng tâm chi phối. Thì tinh thần mệt mỏi tối đen, chỉ làm theo cái thói quen xấu xa, cũng mặc để hèn cũng thấy. Thói quen khiến thường hay vọng tưởng, chưa vừa lòng vẫn muốn chưa thôi. Thêm đời nhiều thứ cuốn lôi, cạn làm y muốn con người nhiều thêm. Việc phước đức không thèm muôn đến, sự tà gian cứ mến theo luồng xấu xa. Chẳng biết hổ buồn biết bao kẻ bị, điên cuồng lợi danh thấy sắc đẹp động tình muôn lây. Nghe lời tỏ mong chạy đến dành, của ai thấy cũng mong manh. Đến như của mẹ cha mình còn tham, cậy quyền thế lấy ngang lắm kè. Dùng trí khôn chia sẻ nhiều người, muốn cho lấy được không thôi. Dù ai oan ghét che cười cũng trơ, biết rằng quấy không chừa chẳng bò. Hiểu là sai cứ mó vẫn đeo, cố tình tội lỗi rất gieo. Lòng tham muốn lấy hiểm nghèo vô biên, lời lành có người khuyên không nhớ. Việc giữ không ai trỏ chẳng quên, thói quen từ trước nổi lên. Thường nghiêng theo giữ ít nghiêng theo lành, sự cảm nhiễm kết thành nhiều kiếp. Cho nên khi gặp dịp nở liền, ngày nào kiếp trước đã chuyển, kiếp này ngày ấy người liền hiểu ngay. Luân hồi có khi dài khi ngắn, có khi em vừa chết đặng ít ngày, thì liền bị dắt đầu thai làm người. Trở lại nhớ ngay kiếp người, nếu bị nghiệp sanh nơi cầm thu, sống theo loài rừng rú ngu đần. Sao dù trở lại nhân thân, dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người. Những tập quán hồi thời quá khứ, nếu như không cơ hội chạm da, thì là khó nổi nhớ ra. Thói quen nằm mãi trong nhà nghiệp duyên, nếu ma quỷ sanh lên nhân loại, dễ cảm theo cái thói quỷ mang. Chánh đường nếu chẳng sống ra, thì là dễ bị đường tà cuốn lôi. Đã sanh được làm người đất quy, thường được nghe giải chỉ tu hiền. Gần đường về Phật về tiên, không tu sao có trở lên làm người. Để sanh lạc vào nơi cầm thu,
không được nghe khuyên dụ lời lành thì không được biết tu hành, tất còn chịu kiếp tử sanh lâu dài. Nạn ấy lớn hơn tai nạn khác, cũng là điều hình phạt tối cao. Để cho cửa thú lọt vào giấc mê dài, biết ngày nào tỉnh ra, với ma quỷ cũng là đại nạn. Kiếp sống như là ráng là mây, tiêu tan chẳng có hẹn ngày, thường cam đôi khác vẫn gây trong lòng. Tâm oan ghét đã sống cực độ, nên thường gây đau khổ cho người. Không kiêng Phật chẳng kể trời, khiến cho nghiệp ác càng bồi thêm cao. Xưa kia có một cào vua nọ, có một ông quan võ bất lương. Mỗi lần đi đến thôn hương, bắt dân làng phải nộp lương nộp tiền, bò heo có phải khiến đến nạp. Cô gái xinh phải dắt tới hầu, bắt dân làm giết ngựa trâu lốp, thì bị giết bị tù thảm thương. Gấp già cả không nhường không kể, thấy tăng sư chẳng lễ chẳng chào. Rất là ngạo mạn tự cao, không tin nhân quả chẳng nao tuần hoàn. Một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi. Sanh làm ngạ quỷ tức thì mắt mày xấu xí dị kỳ hình dung, cổ quá nhỏ vật không nuốt chài. Bụng thì to bằng cái bụng trâu, ngày đêm đói khát buồn rầu vất vơ, chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đúc tới mồm thành lửa, nước ngấm vào miệng quá dầu sôi, làm cho phồng lưỡi cháy môi, chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời, trả quả lúc làm người tiền kiếp. Nhưng thường không được biết tỉnh ra, ôm lòng oán hận sâu xa, càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Con ơi lấy chuyện này để biết, những hành tung tiền kiếp mất đâu, làm cho thiên hạ đau sầu, là gây hậu quả độc xấu cho mình. Quan ấy lúc sanh bình oai khi, khi thoát rồi làm quỷ đói đau. Người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thứ hùng hào ấy không? Chỉ một lúc thỏa lòng ham hô, mà để cho đau khổ muôn đời, là điều nhân nên nhịn con ơi. Anh quen khó nhịn, nhịn thời cũng quen, có quả báo nên khuyên hướng thiền. Không đau đầu ai khuyên trừ tà, chết rồi tội mới thấy ra, chừng ni có hối cũng là muộn tay. Chỉ sơ lược một vài nhân quả, cho người đời nhớ có trả vai, để mà uống nắng cho ngay ngõ hậu, tranh cái hậu lai bất lành, phải sang suốt cứu mình thoát khổ. Đừng ngu mê tâm tổ lấy sầu, nếu mình tu đắc đạo màu, tổ tiên cha mẹ cũng chầu Như Lai. Trời một mặt sáng đầy thiên hà, cầu một cây đưa cả muôn người. Tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được độ người cũng xong. Trái quân hà đã hồng sắp rụng, mi mau chọn nơi gieo giống trường xanh.
mê đời cặn bã hối tâm hại mình thì có cứu mình thì không. Đời chém giết vì lòng ghen ghét, đời lưu manh vì việc tham lam. Có rồi mà vẫn còn ham, ham tài ham sắc ham làm công danh. Thấy người được còn mình không được, xô đẩy nhau bắt chước cho hơn. Thường tranh cạnh việc bất nhân là đời hiện tại gọi thân phong trào. Quá vật chất quơ vào bất kể, quá xa quá tội lệ không kiên. Đua nhau cướp lợi tranh quyền ấy là thế giới kim tiền ngày nay. Con cái chẳng đói hoài cha mẹ, vợ chồng không dình lẽ ai ân. Bội thầy phản bản lừa dân, cảnh này đã diễn xa gần thiếu chi. Chẳng đạo lý hơn gì chui hát, không luân thường nào khác heo tơ. Chuối không ruột chẳng ai nhờ, heo lo ăn ngủ để chờ phân thay. Đạo lý chẳng khác cây thước mộc, luân thường như là chốt giới đinh. Thước không là khó ráp thành chốt đinh, nếu thiếu thì hình rã mau. Đạo lý trọng thế nào đủ biết, luân thường là cần thiết dường bao. Ở đời bất luận người nào, nên dình đạo lý nên trao luân thường. Người hơn vật biết đường đạo lý, người giá cao nhờ nghĩ luân thường. Dù cho thông thái phú cường, nếu không đạo lý luân thường đáng khinh. Kẻ chỉ biết lo mình vinh hạnh, mặc cho ai sống cảnh khốn nạn. Người đừng tưởng thế là ngoan, gặp khi tối lửa tắt đèn kêu ai. Giữa nhân loại có dây quan hệ, việc lớn cho đến bé nhờ nhau. Trong đời bất cứ hạng nào, tự mình cung cấp không sao hoàn toàn. Ngay như cái thân đang sống đó, được sanh ra nhờ có mẹ cha. Những điều phụ thuộc khác ra là nhờ tất cả người ta giúp vào. Ơn cha mẹ làm sao chẳng nhớ, ơn mọi người há nỡ đành quên. Dù sao cũng ráng đáp đền, mới không hổ phận sanh lên đi làm người. Được lành chứ khinh cười kẻ rách, được sang đừng kêu cách người hèn. Không nên phân biệt là quen, thấy ai mắc nạn nên chen giúp giùm. Mình được sống thì cùng người sống, mình được vui giúp chúng đồng vui. Ở ăn mật thiết với người sự thơm tho ấy, còn mùi nào hơn. Cuộc sống của thế trần hiện tại cũng cần nên sửa cái như trên. Giàu nghèo nâng đỡ nhau lên, bỏ đi cái lối sống riêng cho mình. Ai cũng biết mở tình rộng rãi, nạn dân nghèo sẽ giải quyết xong. Những điều cướp của lường công không còn nghe thấy ở trong xóm làng. Tình bác ái người càng biết rộng, cảnh thái bình càng chống hiện ra. Nếu tình bác ái còn xa, thái bình cảnh ấy cũng là còn lâu. Những gì chúng đang sầu khổ nhất, không nói ra cũng được biết rành. Thiếu no ấm thiếu hòa bình là điều thế giới hiện tình thiết tha. Kẻ chỉ thiện nhìn qua thế sự, không khỏi lòng tư lự đau buồn.
dân sanh rối tợ chỉ còn chưa sống nhân quả cái đường thiên tai. Mới lục bảo chỗ này chưa dứt kế xảy ra động đất chỗ kia. Đói đau chết chóc chia lìa nhân sanh đang lúc đầm đìa thiên tai nạn trời khắp đông tây gieo rách. Thêm nạn người Nam Bắc hoành hành, chỗ này chưa dứt chiến tranh kê nghe chỗ nọ khởi hành binh đau. Thảm gì khổ kể sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng. Nhìn vào khắp cảnh nhân gian lao đao chẳng khác như thoảng gặp giông, nêu kẻ có tấm lòng bi mần. Không khỏi lo cầu khẩn hòa bình, thương người như thể thương mình, không hề muốn diệt đau binh khốn nạn. Qua thế giới sắp tàn mai mốt, mấy bướm ông còn chăm đốt mỗi ngày. Giết nhau nếu chẳng dừng tay, sẽ làm mạng sống nhân loại ngắn thêm. Nên tha thứ chứ hèm thù nữa. Hãy nhất tâm đừng ở hai lòng, giúp người người sẽ trả công, hại nhân nhân hại chứ hồng hại ai. Sự bao ứng đời nay rất chấm, quả đã gieo sắp rụng tới nơi. Trốn người chứ khó trốn trời, chết thì chịu chứ phạm nơi tội tình. Con ơi cảnh bình minh thấy được, phải trải qua một cuộc tối đen. Ngủ quen còn thức không quen, hồn đi theo lớp tối đen nhiều người. Kẻ tỉnh được gặp trời sáng tỏ, người mê luôn theo lộ âm cung. Thử ra mới biết hiền hung không đem, chọn lọc tiếng đồng như nhau. Chưa gặp lửa vàng thao một sắc, đốt ra rồi hai chất khác nhau. Vàng thì trước cũng như sau, còn thao thì lại sắc màu đổi luôn. Khi thành lắm người thương kẻ mến, lúc suy không ai đến ai thăm, dễ dàng thay đổi lương tâm. Nhìn vào thế thai ngán ngầm lòng son, lúc mới mẹ thì còn hâm hờ. Khi cũ càng chẳng ngó ngãn vào lòng, người phai lạc rất mau, tu hành như thế chừng nào cho nên. Cần phải biết ân đền nghĩa trả, cần phải gìn chi cả lòng son. Nguyện tu thì phải tu tròn, mặc dù sống chết mất còn chẳng đau. Đạo cao có chi cao tương xưng, như bùm to gió lớn thổi xuôi. Đường về mau chóng đến nơi, móng tay chưa nhọc là ngồi tây phương. Gặp đạo cả căn trường nhỏ hẹp, như ruộng to lúa lép đem gieo. Nhọc công nghèo vẫn còn nghèo, tu như thế rất khó siêu Phật đài. Ngọc nếu chẳng dội mài không sáng, tu nếu không cố gắng chẳng thành. Trong tâm khi được trọn lành, hốt nhiên trí huệ nơi mình hiện ra. Một khi thấy trứng gà khai mỏ, chẳng bao lâu sẽ nở gà con. Mẹ gà phải ấp cho tròn trứng kia, bỏ lạnh gà con chết liền. Tăng chung phải tham thiền đúng cách, làm sao cho thông nhất tinh thần. Mắt tai mũi miệng ý thân đem về một chỗ thật chân như lòng.
làm thế chẳng phải trong chốc lát mà phải dình cho được luôn luôn. Đến khi như nước trên nguồn chảy luôn không dứt là đường đạo minh, con ơi nhớ chặt dình lẽ ấy. Chẳng bao lâu sẽ thấy hiểu năng, nếu còn nghĩ quay tưởng rằng chấp tay ngồi mãi không ăn thua gì. Việc thành đạo không kỳ mau chậm, mà do lòng đóng tỉnh khiến ra. Đóng còn thì đạo còn xa, tỉnh càng sớm được đạo nhà sớm thông. Đóng còn bởi còn lòng cảm nhiễm, về sự tu còn kém quyết tâm, mà đời chung dễ đến xâm. Có hơi đường mật rùi lằn mới bu, thiếu cương quyết khó tu đến chung. Hãy đồng tâm dễ cuốn theo đời, phải như hoa này, 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 như